Nhiều người tỏ ra thích thú khi chứng kiến con cá voi lớn dài khoảng 15 mét liên tục ngụp lặn rồi ngoi lên mặt biển trên vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa. Video dài gần 1 phút do nhóm du khách quay lại con cá voi xuất hiện trên vịnh Cam Ranh thu hút nhiều người xem bình luận. Anh Nam, người quay video cho biết, sáng ngày 25 tháng 6, anh cùng vài người đi thuyền ra vịnh Cam Ranh. Khi cách đảo Bình Hưng khoảng 400 mét thì phát hiện cá voi. Trên vùng biển Khánh Hòa gần đây có nhiều loài cá xuất hiện, được người dân phát hiện, quay video chia sẻ. Trước đó, ngày 18 tháng 6, nhiều con cá heo bơi lội trước tàu ngư dân ở khu vực biển Hòn Gầm, thuộc vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, làm nhiều người thích thú.